Sủa thế nào? Sủa đi thôi ở nhà. Ôi, không phải. Nó chui vào không trong ra chuồng. Khỏi ổ, không thì con mèo nó làm sập ổ kìa. Đi đi vào như vào dưới chuồng. Vào dưới chuồng không là hơn như con nhà tôi nó làm sập ổ đấy. Ô, trong trong tôi thăm đây cái búa. Đây có tên là con gì này? Không biết. Đây búa đây. Không đi rồi không? Ra sủa đi, không con mèo nó vào đấy. Nằm đấy sủa đi. Không. Con mèo tôm đâu rồi? Mèo tôm kia đó. Đúng đâu rồi? Sủa đi. Sủa như chó con thế nào? Giật cả mình. Nghe. Cái con mèo nó kêu nào? Nhắm. Vào tổ thôi, vào nhà thôi, đi vào nhà thôi, nó mưa rồi. Kiểu mưa đâu, con mèo kia kìa, ấy nằm sập nhà đấy. Thế chui vào đi giữ, nó khỏi sao. Con mèo đập trúng đầu, trúng đầu mèo rồi. Xem cái con mẹ đúng cái bài của em thôi, tiêu cực trước xong sau đó là mặt khác thấy được những cái lợi. Chứ biết tích cực trước này khó viết. Ừ, cũng được vì các bài báo nó đều lấy đến cái tiêu cực xong cái đó đừng quá lo ngại. Bởi vì cái tác động tiêu cực thì thấy ngay. Giảm thu ngân sách thôi, không có cái đấy. Ai cũng thấy ngay tác động không thuận lợi đó là giảm thu ngân sách. Tối thì không đánh nữa, mọi người không ngủ được.